Gauge. Nào có cái gì chính nghĩa cũng là vì lợi ích thôi. An enemy has been defeated. Retreat. You have defeated an enemy. Has been defeated. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Ultimate.
destroy the tower. Đây là thời điểm kết thúc tất cả. Your team has destroyed a tower. Defeated. Enemy has been defeated. Ngọc Nha, làm chuyện chính nào. Your team has destroyed a tower. Tham cầu sức mạnh không thể khống chế, sẽ khiến bản thân bị phản phệ. Your team has destroyed a tower. Ngọc Nha, đây đều là thức ăn của người đó. Double kill. Shut down. Onslaught. Double kill. An ally has been defeated. Dominating. Double kill. Defeated. Ngọc Nha, đây đều là thức ăn của người đó.